trẻ phải không quý vị? Và một trong những cái điều mà cần thiết nhất là sự đoàn kết và quý vị, tuổi trẻ và đoàn kết. Thưa quý vị, nhạc sĩ Phan Văn Hưng đã viết ra một bài hát để kêu gọi tuổi trẻ khắp nơi trên thế giới đoàn kết lại với nhau. Thưa quý vị, bây giờ trước mặt quý vị là Zuka, Bắc Cali, Nam Cali, San Diego và tất cả quý vị ở dưới đây. Và quý vị, San Diego có cả quý vị từ Fort Orange xuống đây. Em thấy bên này có chị Bích Huyền. Và chúng ta sẽ cùng hát nhạc phẩm bài ca tuổi trẻ của Phan Văn Hưng. Dân chủ ở nước nhà. Và xin tất cả tùy theo tôn giáo của mình, muốn cầu nguyện cho ai cũng được. Một đấng tối cao sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Phút cầu nguyện bắt đầu.
Xin ơn trên ban cho đất Việt Nam chúng con được sớm ngày thoát khỏi ách nô lệ và được tự do ngôn luận. Và bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng hát vang nhạc phẩm Việt Nam quê hương ngạo nghễ. Chúng ta đứng, chúng ta hát mạnh hơn quý vị nha. Nam Cali là nhà văn Doãn Quốc Sĩ. Thưa quý vị, chúng ta quý vị nhà văn Doãn Quốc Sĩ hôm nay cũng đã 90 tuổi rồi. Mà khi chúng cháu hát ở sân nhà của bác thì bác có mặt đã đành. Hôm nay chúng cháu xuống dưới này mà bác cũng có mặt luôn thì thật là quả một sự quý hóa. Chúng cháu xin cảm ơn sự hiện diện của bác và của tất cả quý vị. Chiều nhạc du ca Việt Nam quê hương ngạo nghễ do Việt News TV tổ chức ngày hôm nay xin được chấm dứt. Cảm ơn toàn thể quý vị đã tham dự ngày hôm nay. Quý vị thấy chương trình hay không quý vị?